hello xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Thanh Nhã Vlog nha mọi người. Hiện tại bây giờ trời đang mưa rất là lớn. Ủa? Trời đang mưa lâm dâm lắc dắc đó. Thì mình với lại mấy đứa bữa nay vô nhà ba mình nè mọi người. Để làm một cái món mà hồi trước tới giờ mình chưa bao giờ làm nha mọi người. Chưa bao giờ làm đăng lên kênh. Hát chanh à? Hát chanh sao lãm? Đi quá duyên vòng đi. Mày cầm cái mày cầm tô á. Mày ghi chữ chanh vô mày đi quá duyên vòng nè. Đưa người ta. Lấy ra cái cà phê ăn cơm đi. Cơm nước vậy. Ok, hôm nay anh em mình sẽ làm bánh lăng nha mọi người. Thì nguyên liệu gồm có đây là Doraemon. Đó. Nguyên liệu thứ nhất đó mọi người. Tại vì chỉ biết làm, chỉ hướng dẫn anh em mình làm chứ anh em mình không biết làm. Thì bây giờ là có sữa tươi nè mọi người. Không đường. Sữa tươi không đường nha. Đó. Sữa tươi không đường. Rồi bên đây thì có hộp gà. Nóng hổi em nào á, nóng bò sữa nè, hộp gà. Rồi cái này là sữa đặc nha mọi người. Đó, sữa đặc, mít đặc. Rồi một hồi mình sẽ lấy chanh để làm caramel, để làm bánh lăng ăn nha mọi người. Thử thách coi làm có được bánh lăng không. Bà nó không có chanh lấy me được không? Me sao làm? Chanh mới được. Đi đi, có gì dọn 89 gì đó không? Hai bà 8 gì đó. Đi xin chanh mọi người ơi. Chắc anh cũng quen, chứ quen bà ba. Đi dài ăn có người nước trên mày chân à. Ai quyết mệnh chân, số này ai quyết mệnh chân đừng lo. Cái lũ quỷ mình ai cũng biết chân mọi người. Nguyên sớm á, ai cũng biết mệnh nhưng mình không biết người ta. Bữa nay làm 50 cái bánh lăng luôn nha mọi người. Làm để dành trong đây cho ba mình ăn luôn. Ok, bây giờ sẽ bắt đầu làm luôn nha mọi người. Làm gì á? Chị chó. Chị chó hả? Bon hello đi. Hello mọi người đi Bon. Bon mà. Có lộn Bon. Viết từ quên tên hết rồi, mất trí nhớ rồi. Còn cái ông này rồi nè. Ông ăn gì cái máy hạm trong này. Xúc kìa. Phải để cho hai nó ăn riêng nha mọi người. Một con ăn phải đóng chuồng lại vậy. Để cho hai nó con riêng. Chứ con mập này nó quậy lắm, nó ham ăn lắm. Ăn chung với con này là nó cắn con này sao mọi người. À, để mình qua đây mình quay cho mọi người xem. Xúc kìa. Con ăn như cái máy hạm nè. Xúc thì nó tiền cố đâu chịu nổi nè. Nó xúc gì hết lắm. Tôi nó ăn nè. Trời ơi, nó ăn như một cái máy vậy mọi người. Nó nhìn nó tám. Mày đang làm đồ ăn vậy đó. Nó ham ăn lắm. Mấy mọi người mà cầm đồ ăn gì một cái là kêu nó làm gì cũng làm nha. Con này nó cũng đói lắm mọi người. Ra đi con, thôi cho ăn. Ra đi con. Nè chào cô chú đi. Chào cô chú và các bạn đây nè. Ra đây. Đói bụng rồi, không có chào ai hết á. Đói bụng dữ lắm rồi. Đói bụng vô ăn chung nó đi kìa. Bóp nè. Dạ. Nè bóp. Uống sữa không? Dạ. Sữa chua rồi, sữa chua nếp. Cái gì? Sữa chua nếp là sữa chua gì? Nè, con này nó ăn rồi mọi người. Tới giờ cho nó ăn rồi đó. Giờ này chiều 5 giờ luôn rồi mọi người. Hấp bánh lăng nãy giờ. Dạ anh, uống sữa không? Sữa bữa ủa cháo chứ cháo bữa cháo xay nhuyễn bữa ngon múc toàn làm tới luôn mọi người ăn dữ lắm ăn mọi người
mọi người chỉ cần cầm đồ ăn thôi là mọi người kêu nó làm gì nó cũng làm luôn á. Cầm đồ ăn là kêu chạy đâu chạy á. Hoặc là thấy mình cầm cái tô hay cái chén gì ha, đi theo cái chân huệ đó, còn ăn cái ngồi dưới nhìn. Thầy quên ba mình kêu đem trái banh vô cho tụi nó chơi. Nhỏ xíu vậy thôi à. Chứ nó bự quá chơi nó bóp theo là làm biết luôn. Đi đâu dắt nó theo. Ba mình kêu tập luyện cho con bò mốt đi đâu làm clip hơn dắt nó theo nha mọi người. Có nhiều bạn yêu cầu mình quay hai bé này thì bữa nay mình sẽ quay hai bé như này cho mọi người xem. Mấy con này thấy nó dễ thương ha. Ừ. Nó đâu có ghê gì đâu. Chứ chó con mà ghê mày còn sợ nó thôi mày luôn. Con này mà cắn heo xúc nó ghê hả? Yeah, nè chào cô chú đi. Bớt để nhỏ ăn rồi. Rồi để nhỏ ăn nè. Nó quấn cái lửa lại á nhỉ. Ừ. Nó liếm lên nè. Dối. Mình cho nó ăn thức ăn hạt đó mọi người. Tại nó còn nhỏ mình chưa cho nó ăn cơm đồ được. Với lại nuôi mấy con này cũng khó lắm mọi người. Nuôi thôi lại quạng lại nó chết á. Nè, còn nữa không ăn. Bỏ cái giò vô đó ăn luôn. Nãy ngu lắm mọi người, đá ỉa ngoài không à. Con boss này nó đi vô chuồng nó đá ỉa không mọi người, tại cái chuồng mình có cái miếng lót nè. Đi vô chuồng đá ỉa không à, nó khôn hơn con này nhiều. Con này nó ngu như con bò á. Con chó mà ngu như con bò. Mà con bò lại mất tiền hơn con chó. Mà tối ngày cái con mặt sệ này nó ăn hiếp con lông xù rồi mọi người. Rồi, đi ra chưa? Ăn xong rồi nè. Nè, ra, nè. Ra tổ uống nước rồi nhóc luôn. Tổ uống nước lắm ra, dành ăn với con này đó. Hết rồi. Rồi, đi ra nè. Rồi, né ra. Rồi, đi uống nước đi. Thấy không, ra dành ăn thấy không? Rõ ràng chưa? Gà kiếm gà coi kìa. Kiếm cái gì nữa, ăn hết rồi kiếm cái gì nữa. Phải ăn hơi tổ hết quá, ăn chưa đủ đồ. Nè, lại đây uống nước đi. Để uống nước đi. Để uống nước nè. Nè, nước nè, uống đi. Dẹo. Còn đói á mọi người. Cô dẹo đâu? Vô ăn nữa kìa, tụi nó liếm hết sạch bắp luôn mọi người, khỏi cần rửa luôn á. Nó ăn là khỏi cần rửa cho nó luôn mọi người, nó liếm sạch bắp luôn. Con nó kiếm. Bon cho đây ăn nè bon. Bon cho đây ăn nè bon. Này nhìn nè mọi người. Kiếm tàu đủ đi. Bon. Thôi ok bây giờ để mình vô mình coi cái nào bánh lăng nó chín vô nha mọi người. Để mình vô mình coi cái đâu sao nó hộp hộp hả. Để cho bé nữa cho cái tại vì biết sao đi ngay quay cái này hồi nãy quên vớt bọt. Quên vớt bọt hả? Ừ cho nó bị hộp nhưng mà cũng đẹp ngon lắm á. Nó bị hộp hộp mọi người cũng được ok rồi. Lần đầu làm á. Rồi cái nồi này, ủa nồi này dở rồi con nồi này hả? Ừ. Dở lên. Chưa chín. À, hình trái tim nha mọi người. Rồi giờ mình để trong tủ lạnh. Ok, đem tủ lạnh nha mọi người. Chín rồi. Good job. Blau. Cái mẻ này rất là mịn luôn nè mọi người, để mình gỡ cái này ra thử nè. Chưa, con nó chín chưa? Để nó bể. À... Bể xuống dưới dở luôn đó vậy. Wow. Bắt đèn lên. Quá mạnh luôn mọi người. Giờ để cho nó chín rồi đó. Ok mọi người thì bây giờ anh em mình đã làm hoàn thành được cái món bánh phở lăng này nha mọi người. Cà phê. Tên đúng của nó là bánh phở lăng. Cà phê. Nước tương rồi em hầu ăn chết thì. Đúng không? Khủng mà. Trời ơi, kêu lấy lon sữa không nè, lấy lon cá mồi. Chết luôn. Hộp này hết rồi. Ok, thì bây giờ ăn không? Là chào cô chú đi. Hello. Bây giờ anh em mình sẽ bỏ ra nha mọi người. Giờ cái hộp này nãy mình làm gớp mọi người, nó bị bể bấy rồi nè. Hộp này làm gớp bị bể rồi. Ừ, bây giờ mấy hộp này nè mới đẹp nè mọi người. Trời ơi nó mịn nè. Nó mịn chăng luôn á. Bên đây không được luôn. Nè. Đánh là giống. Đừng. Đánh. Đó. Xịn chưa?
Ơ đường hơi khác nha. À đây nữa nè. Chết rồi, cái này không ra rồi. Đó. Trên nào á. Lắc ở lắc nó đi, lắc nó. À, xuống rồi mọi người. Ra lên. À, nó có nước gì cả. Nhìn hấp dẫn phải. Hai ông nội nét coi. Rồi đóng nắp đi là nó không ăn nữa rồi vậy. Tôi mở làm nắp cái nào không? Để mình làm xong cái mình bỏ hai ghế ra mình ngồi mình ăn nha mọi người. Đó. Rồi tại bây giờ thì được trời đang mưa luôn rồi. Vậy được rồi, vậy được rồi. Không đắp đắp cho nó bít luôn cho nó lạnh lạnh ăn mới đã. Sữa vô. Đó. Đồ béo thêm sữa nữa. Chính giữa, chính giữa, chính giữa, chính giữa. Ôi tới vậy. Tới vậy. Ok mọi người, bây giờ mình hiện tại cái bàn mình đem ngoài hết rồi. Giờ mình có bàn ăn, mình lấy cái chuột. Chuột có hai ship này mình ăn luôn nha mọi người. Khoái nó nghe mùi nó khoái lắm mọi người. Nghe mùi sữa nó khoái lắm mà không có cho nó uống sữa của người được nha. Nó có sữa chó riêng nha mọi người. Ok, bây giờ anh em mình sẽ thưởng thức luôn. Nè mời tất cả mọi người ăn bánh lăng của anh em mình làm nha mọi người. Mọi người nha. Mọi người nha. Nhìn béo đã vậy. Mọi người nha. Ăn thiếu bên đây nè. Ghê ông kìa. Ủa mình gì lâu lắm vậy đi chứ. Kè nó đẩy kìa. Đẩy lên kìa. Thôi cầm lên đi tội nghiệp đúng không. Cầm đi tội nghiệp đúng không mọi người. Đẩy chuộng rồi đắng đi. Rồi ngồi đó ngủ đi. Giờ này là giờ ngủ tôi nó rồi nha mọi người. Không cho nó ăn được gì hết nha. Ok giờ anh em mình sẽ ứng thức luôn. Đây. Đó mời mọi người nha. Nó thơm lắm mọi người. Mình thấy là nó thơm hơn ngoài tiệm luôn á. Béo. Nó béo nó thơm hơn ngoài tiệm luôn mọi người. Tại nhà mình làm không có tiếc nguyên liệu. Mình làm để mình ăn mọi người. Thì bị kìa béo luôn á. Dạ. Mình làm nghe mùi chó. À. Thiếu gì không? Thiếu cà phê hả? À? Phải. Cái gì? Thiếu gầu gầm. Mình làm nhãn vô gầm nội. Cái này giống hộp vịt nướng, hộp gà nướng nè. Đâu cái mùi làm gì giống hộp gà nướng. Ngon không? Nhưng mà đó là hộp gà mà. Ừ. Đúng không? Nè không? À, mentamata. Mentamata. Mấy cái này nè, mấy đã nè. Cho hai một miếng nha. Mentamata. Béo lắm mọi người ơi. Còn cái trống nhiều lắm mọi người ơi. Cái này là anh em mình lấy ra review ăn cho mọi người xem thôi nha. Đó giờ anh em mình chưa biết làm bánh lăng bữa nay làm thấy ngon quá trời mọi người. Ồ mình có làm đâu. Mình có làm đâu. Sao mà làm? Chị Hăng làm bộ, lâu chị Ngăn làm bộ. Mình không vô phụ gì. Ở dưới phụ thôi chứ đâu phải làm đâu. Chỉ mình làm không được. Rồi nha. Có nhã làm đường nè. Tao làm caramel đó. Tao làm đặt như kẹo vậy. Danh là xin. Ủa lộn. Bên mình lá hoài mọi người. Kìa thôi kìa. Tôi giỡn kìa. Nãy là giỡn. Trời chỗ tao quay hai con trời hết giỡn luôn rồi. Hai con đót mà đưa cái mặt vô chẳng khác nào. Đi với mày chó đó. Nó nói vậy em nói à. Này mực. Lạnh quá. Nãy nó nóng hả? Nãy nó nóng vậy lạnh rồi. Nè cầm bên. Ôi sao em cầm cái này mới thấy cũng lạnh nữa. Muốn cái bàn có chịu quá mọi người. Kệ lấy cái muỗng cà phê ăn cái kẹp rồi nè. Một cái một nè. Thấy chưa? Thấy chưa? Nè mâm nè mâm nè. Nè nổi cái nè thấy không? Ơi. Thấy chưa? Bỏ cái họng cái ống luôn. Ngon quá mọi người thiệt á. Bánh này ngon lắm luôn mọi người. Ngon nhiều nó quá ngán á. Ăn nhiều rồi nó hơi ngán tí. Còn hai đứa nó giỡn kìa. Ăn hết thì nó không đủ ha. Nó giỡn. Nè mọi người, né rồi. Quay cái coi, quay hang chó nè. Nè, quay con chó nè. Chó là kiểu mắt. Ủa? Tên chó là quen chó, anh đưa mặt vô chơi. Nè, coi nó giỡn nè mọi người. Kìa kìa, cái nằm kìa, nó nằm kìa. Này nè, thằng này là thằng đầu đàn mà nó giỡn, nãy giỡn hoài nè mọi người. Đó, thấy không? Nó cắn người ta hay chưa? Đúng mọi người. Thằng đầu đàn nè. Nó giỡn hoài nè.
nhìn hai giới dẫn mọi người cứ tương tự thôi, giống như bố ấy làm vậy. Trời ơi, cái tập tiền mình như vậy, nhường danh tiền sang như vậy. Tới mà dẫn hoài. Y chang luôn, cái xíu nào luôn rồi, lọt cái muỗng với mẹ. Thế rồi, anh lo quay chót cái em ổn hết trơn rồi. Nào mọi người quên, coi hai chó mà mọi người. Mẹ ok, sao à? Nhắc em ơi. Ê. Nào năm đâu? Đánh tao luôn mày gì? Cái cổ con boss này. Nó béo anh rồi, béo vô miệng luôn. Ok mọi người, thì nói chung là cái món này nè, nó béo. Thơm. Mình ăn cảm giác rất là ngon, nhưng mà mọi người ăn nhiều nó sẽ ngán nha mọi người. Ăn tầm 2 cái thôi, 3-4 cái là nó ngán đó mọi người. Ok, mình cũng hoàn thành được cái món bánh lăng. Nói chung là cái món này là thành công nhất luôn đó mọi người. Thì nếu mọi người thấy video này hay thì bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ anh em mình nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye.